trong tình cảnh bị động phải xem ca nhạc múa hát, Phật tử múa dân hoa văn nghệ khai giảng thì phải làm sao để không phạm giới? Khi đó chúng ta thu thúc các căn và chúng ta an trú vào đề mục thiền định của chính mình. Ví dụ như ai đang thực hành tâm từ thì an trú trong tâm từ, ai thực hành tâm bi thì an trú trong tâm bi, ai thực hành quán tưởng ân đức Phật thì an trú trong ân đức Phật, ai thực hành hơi thở thì an trú trong hơi thở,